Buổi đầu tiên về đến nhà chung nhưng lại không có ai nên Thi đã đi ăn một mình. Em đợi anh Khương và em ngồi khoảng thời gian cũng gần là 30 phút. Em coi đồng hồ là sắp 8 giờ không có động tĩnh gì hết mà anh Khương cũng không có gọi gì em. Trước đó em có gọi anh Khương nhưng không bắt máy. Dường như Khương đã trễ hẹn với Thi. Liệu gọi điện Thi có bắt máy? Nhưng mà không nghe thì thôi, chắc mình khỏi theo làm gì. Vì hẹn nhau 8 giờ mà giờ bỏ đi rồi thì thôi, chắc bạn cũng ăn xong rồi. Không gọi được cho Thi, Khương đành đi tìm đồ ăn trong nhà. Và bất ngờ nhận được tin nhắn của Thi. Family bắt gần nhà. Nè anh, nói chứ hồi về cũng sợ đường vắng. Đi con gái này như vậy đó, mình không hiểu họ là sẽ không có làm được gì hết đâu. Phải hiểu họ, để họ như vậy. Bây giờ họ gọi nè, để nghe họ nói, để nghe nói gì nha. Em nói đi em. Ủa anh nhắn tin địa chỉ rồi sao anh không xem đi? Anh đang xem, chưa kịp xem hết là em gọi cho anh rồi. Giờ ok. Ok, em ở đó đi, anh sẽ đi ra anh đón em về. Vậy nha, để cho em khỏi sợ ma. Let's go. Chỉ vì sợ ma nên Thi mới cần đến Khương ra đón. Con gái đôi lúc thật khó hiểu. Qua ngoài được không? Qua ngoài đi. Em anh em đứng nghe nè, giờ em ăn xong rồi em muốn ăn nữa, giờ mình đi uống cà phê đi đâu luôn. Chứ ngồi ăn gì. Nếu mà thêm một người đàn ông rất là lịch sự để cho bạn mình đợi thời gian rất là lâu như vậy, thì thay vì phải điện là Thi anh về trễ tí xíu anh em cố mà đợi, thì anh lại im lặng mà bình thường với cái phong cách bình thường hàng ngày của anh. Khương là một người rất là tỏ vẻ quan tâm, chu đáo và đặc biệt là ga lăng với con gái. Nhưng em thấy ngày hôm nay là hoàn toàn ngược lại. Em không biết là có cái hiềm khích để mà anh Khương như vậy với em không thì em không biết. Khương không biết là những người bạn trai khác khi mà Thi gặp hoặc là chủ động gặp với nhau thì như thế nào. Nhưng riêng với Khương thì cô ấy, Khương thấy là cô ấy có phần hơi kiểu cách, kiểu như làm quá lên á thì nó sẽ mất cái hay của cuộc hẹn của hai người. Trời nãy về nhà mà buồn kinh khủng luôn á. Dạ. Nhà không có ai hết trơn. Ghê hả? Làm gì ghê? Thấy buồn thì giống như ghê. Anh về đó mà phải có người á, anh về không ai là thông. Có nghĩa là 8 thành viên mà có một mình em, thì anh nghĩ thì 7 thành viên còn lại em có ở đó thì không có ai, đúng rồi. Không biết vô tình hay cố ý thì lại có hành động bôi kem lên áo của Khương. Chét rồi trời ơi trời. Đúng là cặp đôi không đội trời chung. Không ngờ ở dơi luôn, chét áo rồi. Thiệt á. Người đó không có được ấy rồi mà còn để chỗ em coi em đã bị gọi là gì. Danh hiệu sắp chăng luôn á. Đánh đây. Khương thấy rất là thất vọng. Tại vì không cần phải những chuyện lớn, hành động lớn, mà đôi khi những chuyện nhỏ như vậy, hành động chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ hiểu được thêm một cái tính cách của một con người. Nhất là con gái thì không nên có những hành động như vậy. Em không nghĩ là cái phản ứng anh Khương quá mạnh như vậy. Và thực chất anh Khương lúc nào cũng tỏ vẻ tôi là một người rất là lịch sự, một người rất là cái gì đó gọi với là phụ nữ ga lăng, quan tâm, thấu hiểu. Nhưng mà thực sự em thấy dùng từ ngữ của anh Khương là không bao giờ tôn trọng phụ nữ và hơi làm over cái vấn đề lên. Anh vô duyên quá, cái đó anh, ai kêu anh đặt vậy? Anh không nghĩ. Em không có mượn là anh đặt, có nghĩa anh, là em bị liệu, em vịn tay anh, nhưng mà em đỡ luôn. Em đi dơi luôn ha. Chiếc áo thôi chứ thiệt á. Rồi lần cuối nha nha Thi. Anh sợ đó Thi. Lần cuối là sao? Em đang lần nghĩ cuối là một hẹn ngày hôm nay. Ok, bình thường thôi. Sợ là nó mất lần cuối đâu hết á. Nói chung là mình có ở ngoài mà mình có ở mức độ nào đi chăng nữa thì mình cũng giảm bớt cái tình tiết đó lại đi, bớt không giữ đi. Bớt khó chịu đi. Đâu có giữ, rồi bớt đánh giá người ta đi nghe không? Đâu có đánh giá gì ai đâu, anh đâu dám. Trong một không gian sang trọng của nhà hàng sushi thì Phước đã có một cuộc hẹn riêng với Hiên. Cả hai có chung một sở thích ăn đồ Nhật giống nhau. Ồ, hôm nay nhìn cá tính quá ta. Dạ, cũng phải mặc gì đó cho nó nó hợp một chút đi. Vậy chắc có vẻ anh uống mình giống nhau á. Trời, em biết anh là yêu đồ Nhật nhất trên đời. Đồ Nhật là món anh yêu nhất. Em mấy hôm nay em hẹn hò các bạn trong phòng nhà chung mình em thấy thế nào? Em thấy các bạn nữ thì rất là thân thiện, rất là vui. Còn các bạn nam thì em cũng chỉ mới tiếp xúc với lại anh Lợi và anh Danny. Em thấy anh Lợi thế nào nhỉ? Thực sự thì em thấy anh Lợi là một kiểu người rất là chín chắn.
biết kiểu có cái suy nghĩ lớn hơn. Ồ, hôm sinh nhật của em lúc mà em chọn lợi thì sự anh cũng thấy nó hơi sao sao ấy. Em muốn hẹn hò với anh Khương. Sao sao là sao? Anh không biết, mặc dù thời gian qua anh không có để ý gì em hết, anh không quan tâm gì đến em luôn. Mà nếu mà một người thật sự mà anh yêu, anh có cảm thấy như là cái xích đánh ấy, thì nhiều khi không gặp, chưa gặp chứ bị gặp thôi là mình trong tim mình cảm thấy nôn nao rồi. Vậy em nghĩ em thế nào? Có làm anh thấy nôn nao không? Thật sự đúng thật á, vậy là không. Tại vì mình có bốn cô gái thì mình vô đây thì mình tìm hiểu một từng người thôi, tìm hiểu từng người rồi mới quyết định được. Thật sự 10 ngày nó quá ngắn ngủi để mà khiến mình nôn nao với một ai đó. Mà anh hy vọng thì đến cái lần xe tour thứ hai là anh có thể nôn nao với một cô gái nào đó. Anh cứ được vậy. Em thấy em nói chuyện cũng thân thiện dễ thương mà, không có giống cái bề ngoài của em. Sự thì anh cũng biết nữa, mà gặp em và anh vậy chứ bình thường anh cũng không có thân thiện vậy. Từ cái ngày đầu tiên tới bây giờ thì em thấy cái thời gian đang xuất hiện rất là ít, nên là em cũng không tưởng có ấn tượng nhiều về em. Thử là vậy. Mấy Khương sao? Khương hả? Em nghĩ là Khương có một cái tiêu chuẩn đòi hỏi cao. Anh có khi thấy tay đó hơi phụ nữ chút, tính hơi phụ nữ chút. Vậy hả? Tại sao nghĩ vậy? Thì hơi nhỏ nhặt. Anh mới hẹn hò Phương với lại Hà. Nên mà anh cũng không có ấn tượng với họ lắm. Vậy hả? Ừ. Em thấy chị Phương cũng dễ thương mà. Cũng dễ thương thì nhưng mà không biết sao anh không cảm thấy cùng tần số nữa. Có thấy lớn tuổi hơn hay là do bản chất công việc nó không có cùng tần số dần lắm, anh không cảm cảm xúc gì. Ok, no rồi. Nay anh rất vui và mình đã có buổi hẹn hò đầy vui vẻ và cùng sở thích với những món ăn rất là ngon. Tìm ra điểm chung. Ok, thì trước mắt thì có thể là anh sẽ hẹn hò với Thi để tìm hiểu hết cái bốn người. Anh sẽ tìm hiểu rất là kỹ đúng không? Anh đâu dễ dãi đâu em. Đâu dễ dãi đâu. Đúng rồi, anh dễ thương chứ đâu dễ dãi đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ tụi mình về nhé. Thực sự sau cuộc hẹn thì tâm lý của mình rất là vui, bởi vì cái biểu cảm trên cái gương mặt của anh Phước gọi là cuốn hút, bởi vì anh Phước có cái cách nói chuyện cũng rất là dễ thương, nó không có quá lạnh lùng kiểu khó gần hay sao đó như vẻ bề ngoài. Để nói là bữa hẹn hôm nay rất tuyệt vời, nó là sự ghi dấu ấn với mình. Còn về tính cách mình Hy hôm nay thì mình thấy là nó khác với những gì mình thấy hàng ngày ở nhà chung. Bình thường ở nhà chung thì Hiên là một cô gái rất là nhút nhát, ít nói. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay nói nhiều quá. Có lẽ là gà trúng đại nhau rồi. Vừa về đến nhà thì đã hẹn gặp ngay Danny để bày tỏ nỗi lòng cô đơn của mình. Hôm nay 5 giờ chiều thì bất ngờ Phương qua công ty của anh. Uống cà phê và nói chuyện. Và lần này là lần đầu tiên gặp Phương ấy. Hẹn hò với Phương ấy. Nói chuyện cũng vui vẻ. Hôm qua là sinh nhật của Phương. Nên anh đã dìu Phương đi ăn tối. Hôm nay thì đã làm gì? Em đi mua sắm. Xong cái em đi qua nhà chị em chơi. Em được nhận cú điện thoại em đi về. Em đi về thì em nghĩ là mọi người đang ở nhà rất là đông. Hôm nay hả? Dạ, nhưng mà thật sự là không ai ở nhà hết. Trời ơi. Mà trong khi trên đường về em rất là đói bụng. Em cũng chưa ăn gì hết trơn. Em về nhà không có ai, em muốn ngủ một người nào đó đi ăn. Thì người đầu tiên mà em nghĩ hôm nay em rất là buồn. Và người để làm cho mình vui chỉ có anh Danny. Nên em đã gọi cho anh nhưng anh không mặc mà. Trời ơi. Em rất là buồn. Các thành viên trong nhà chung đang có sự nghi ngờ lẫn nhau. Và mở đầu là những suy đoán của Khương về cặp đôi bí ẩn. Lợi với Phương là cặp đôi bí ẩn.
Tại vì theo một cái gọi là cảm nhận thì lúc đầu á, Lợi vô lại lấy tâm lý ba người đàn ông, ba người con trai lại rất là nhanh. Có nghĩa là Lợi vô lại nói những suy nghĩ của mình tới tấp luôn, là Lợi áp đặt cho Danny là cặp đôi bí ẩn với lại Hà. Mà anh lúc đầu anh còn nghe theo, nhưng mà từ từ cảm nhận được thì anh thấy là có vấn đề. Cái người mà khai quật ra, tự nhiên khai quật một cách rất là nhiệt tình như vậy. Anh thấy khai quật ra cái điều bí ẩn trong bốn cặp đôi là Lợi với Phương là có vấn đề. Tại vì Lợi xuất thân là diễn viên, Phương là biên tập của những chương trình, thì cả hai đã có trong mình những cái gọi là diễn xuất trong người, một cái gọi là biết sắp xếp và có thể ở bất cứ lúc nào có thể diễn trước đó, đúng không? Lợi đã vô đánh tâm lý ba anh em mình. Anh nghĩ đó là Danny với Hà có vấn đề. Mà Danny, ủa làm như thế nào? Anh đã biết gì đâu, anh đã biết gì đâu. Đó. Mình nên nhìn lại cái người mà bình thường nhất, hiểu không? Có nghĩa là Lợi nói Danny không bình thường, nhưng mình hãy đặt vô trường hợp Lợi không bình thường đi. Cũng giống như một cái cặp ở một cái mùa 1, đó là Xuân Nghị với lại bạn tên quên rồi. Đó là hai người, Tường Vi. Hai người là bạn, là một cặp đôi ở ngoài đời. Mà khi mà Khương coi cái mùa đó là Khương biết hai người là bộ với nhau mà. Thì tại sao mà quay game này được, thì khi mà coi hết cái mùa thì mới biết là đây là cặp đôi bí ẩn của chương trình. Thì cuối cùng hai người cũng nắm tay nhau đi về thôi. Mà hai người cũng là nghề trong nghệ thuật nữa. Bạn ấy là vị diễn viên hài, còn bạn nữ là MC. Thì Khương nghĩ đây là cặp đôi bí ẩn. Bây giờ đây là đang nắm tay để cho Danny sơ hở. Bây giờ Khương đặt cái khả năng là Lợi và Phương bí ẩn cao hơn là Danny và Hà. Nói chung là hai cặp 50-50. Cặp này có mặt do không mặt giống nhau. Mặt phu thê với nhau. Mặt phu thê với nhau. Cười rất giống, mắt hiếp. Còn cặp này á là có một cái thần nhau, cái chạm nó rất là giống nhau. Phương chỉ im lặng và không đưa ra lời giải thích nào. Khương lại càng khẳng định ý kiến của mình về cặp đôi bí ẩn là đúng. Nhưng mà bây giờ mình quan tâm tới cặp đôi làm gì? Có nghĩa là không ấy, phải quan tâm chứ. Để không phải riêng Khương mà những bạn còn lại không đặt tình cảm cho Phương. Ví dụ như Phước Danny đang yêu Phương sao? Thì bây giờ thì có phải tội họ không khi mà bạn với lại bạn Lợi là cặp đôi ngoài đời? Để chị Phương nói kìa. Nói đi em. Khương nó hợp lý quá. Nó hợp lý quá. Phương bị Thôi giờ xuống đi chơi, tôn trọng ba người, hai người. Mời. Hãy nhớ lời Khương nói ngày hôm nay. Đây là cặp đôi biển. Là trong đầu lúc luôn sự cứ tính toán, luôn sự tính toán trong đầu, biết hết giờ tới tối nên làm gì luôn và tụi mình nên làm gì luôn. Là ý là những cái chuyện là biết hết chứ mọi người sẽ làm gì, tại mình là người tính toán mà. Anh Lợi đi, có một chút gì đó tỏ ra mình là người không biết gì hết, giống như là một cái người đàn ông mà một người anh trong nhà luôn luôn tạo sự thiện cảm tất cả mọi người, nhưng thật ra anh ấy đang che giấu bên trong mình là cặp đôi bí ẩn với Phương. Và ngày hôm qua sinh nhật thấy một điều rất là rõ ràng, có nghĩa là anh em mình tính là phương án là ăn uống đơn giản thôi, đúng không? Rồi dắt bạn ấy lên phòng hoặc là đem bạn nghe xuống đây, đúng không? Nhưng mà không, anh là không vậy, anh là luôn nhắc đến Phương, muốn là một sinh nhật phải rõ ràng, một cái sự đầu tư nghiêm túc chút xíu, dán chữ, thậm chí hôm qua tất cả mọi ý tưởng trên thư phòng là đa số quên lại hết, đừng nhìn vô hình ảnh là những gì anh em mình tâm sự với nhau nha, đừng nhìn vô hình ảnh. Hãy nhìn vô thực tế từ là những gì trong xì dễ xảy ra trong công ty mày đang tâm sự ngôi nhà này che giấu lạc hướng đánh lạc hướng đó. Giờ này chỉ do Danny hãy yêu Phương đi, hãy tỏ tình với Phương đi, hoặc là Phước cứ bình thường đi, rồi cuối cùng là không được phải giấu, đúng không? Phải giấu hai người phải im lặng cuối cùng luôn đó. Thương Phương lại cố tình chuyển hướng sang cặp đôi Hiên và Khương. Bà Hiên bà cũng ghê lắm trời. Bà làm bộ bà Hiền. Hãy nhớ. Thực ra bà cặp đối với Khương. Hãy nhớ đi. Hôm qua thấy không? Chọn Khương đi tâm sự, thấy không? Thực ra là cái cặp này mà cứ Khương cứ hả kiểu nhiều khi Khương người đánh lạc hướng, con người yêu bí mật là một sinh viên anh. Đúng. Trời ơi, không biết đâu người ta. Rồi, ca sĩ cặp, nhưng mà gái bí ẩn là đầy luôn. Nhưng mà người ta thích một cái cô sinh viên hiền nhiều. Hiền chứ biết tính gì. Tính lành đúng không? Đó. Đúng rồi. Để anh Danny phát biểu, là trong mùa này không có cặp đôi bí ẩn đó. Có anh nghĩ rằng Phương và Lợi là cặp đôi bí ẩn.
bây giờ anh bây giờ nãy giờ nên anh không thể không dám mà dù Phương đi chơi. Đến bây giờ thì lại vẫn giữ một cái suy nghĩ, đó chính là cặp đôi bí ẩn ở trong chương trình này, đó chính là Danny và Hà. Trong khi mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà chung thì Lợi và Hà lại có buổi ăn đêm cùng nhau. Anh cảm nhận được là cái tính của hai đứa mình nó vui vui, hài hước, nó vui vui thêm một xíu. Tại vì anh xác định là ví dụ như là đi chơi cũng tùy cuộc chơi thôi, là như là mình gặp người mới quen mình sẽ nói chuyện như thế nào. Còn những người mà trong công việc anh thì anh nghiêm túc thôi, nghiêm túc. Nói chung là tùy chỗ, không phải là mình diễn này kia, nhưng mà cái hoàn cảnh á. Đúng rồi, em cũng vậy nè. Từ đó giờ em có quen ai trong ngân hàng không? Cùng nghề không? À dạ không. Ví dụ như là đi học hay là học cùng lớp là em không có thích. Nói chung là không thích quen người cùng ngành, cùng trường, cùng lớp, cùng gì hết. Không thích. Thích những cái mà không liên quan. Như anh là không liên quan rồi đúng không? Ờ đó. Đấy, anh cũng vậy. Em thích người bên trai như thế nào? Em như anh là tinh tế, người tinh tế, đẹp trai, chín chắn, biết chiều bạn gái, vui tính, không có tính toán chi li, nói chung là vậy đó. Thì nói chung là từ bữa tới giờ vô ngôi nhà chung đó thì là ngày đầu tiên thì anh cứ nghĩ em là một cô gái ít nói, nhưng mà qua ngày thứ hai thì anh thấy em hơn hiên được, là em hòa đồng, ý là hòa nhập. Ngày thứ ba là ngày hôm qua, là cái lúc mà lên xe đi về á, anh cảm thấy rất là thích, anh thấy rất là thích. Lúc nào mà vui vui cũng đúng là em tận như vậy, nên không ai thích em á anh. Không phải em sai rồi, không phải là không thích, là cái duyên thôi. Chứ thật sự là anh rất là thích những người như em, và anh cũng biết một điều là có rất là nhiều người cũng thích những người giống như em vậy. Em có phải là cặp đôi bí ẩn không? Không, ví dụ như anh là cặp đôi bí ẩn đi, mà người con gái của anh hoặc là anh vì cái chuyến du lịch đó mà sẵn sàng phải thấn mấy người khác đó. Vậy mà em vì chuyến đi đó mà em hy sinh luôn á. Em nghĩ là không nên như vậy, không đáng. Đó, anh nghĩ em nên vậy. Không phải là hy sinh mà là cũng phải nghĩ cho người khác. Ví dụ như là hai đứa cùng bàn luận là mình sẽ thả thính ông Lợi. Mình giấu được là hai đứa mình sẽ đi du lịch. Tội cho ví dụ như anh Lợi. Nhưng mà tại sao em lại làm vậy? Em cũng biết vậy mà tại sao em vô đây em chơi? Anh nghĩ sao vậy? Em đang nói là ví dụ thôi chứ làm gì phải là em. Anh Lợi. Nhưng mà em có phải cũng làm bí ẩn không? Không. Anh đi ăn thì chủ yếu là đi ăn gì cho có thôi, chứ em là cặp đôi bí ẩn mà cô kiếp gì. Em cùng anh là cặp đôi bí ẩn á, nên là em nghĩ là anh đi ăn cho có thôi. Anh nói với em, cặp đôi bí ẩn á là một người được lựa chọn là phải giờ giấc nó rất là ok, chứ không phải như anh. Em nghĩ là người bạn trai mà trong cặp đôi bí ẩn đó nên là lên tiếng trước lời bà về bạn gái, không xa lưới tình với các bạn trai hoặc là với lại thì đó tất nhiên là có rồi. Cô gái nào đau khổ với mình. Nhưng mà nó nghe những người mà chơi ở trong chương trình này tất nhiên họ yêu nhau, là hy sinh cả bản thân cho nhau rồi, họ mới dám vô đây chơi. Nhưng mà mới yêu nhau hoặc chưa đủ á, không bao giờ ai dám vô đây chơi đó. Ủa em có sợ mất bạn trai không? Ủa nhưng mà ví dụ như là em mới có bạn trai xong em muốn thử thách như vậy á, không vô mất liền luôn á hả? Khả năng chứ em, khả năng lớn chứ. Thì đó thôi cũng đáng. Ủa, yêu nhau luôn rồi mà vô đây còn có khả năng mắc, không chỉ là mới vừa bắt đầu yêu nhau. Còn nếu như mới bắt đầu yêu nhau thì nên vô đây chơi là chuẩn. Vô đây đó là một thử thách, không đỡ tốn thời gian để tìm hiểu ở ngoài, vào nhà chung ok. Đi du lịch xong á nhớ mua quà cho anh. Anh biết đi đâu không? Em đi đâu, em muốn đi đâu? Hàn Quốc đúng không? Tại quê ông ở Hàn Quốc mà phải đi Hàn Quốc chứ đi đâu còn phải hỏi. Về thăm ba mẹ chồng. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao vậy? Quen người Hàn Quốc mà em không biết nói một tiếng Hàn. Ủa đó là chuyện bình thường mà. Ủa nhưng mà em biết nói thì em không nói ai biết em biết nói. Đó là em diễn quá. À bây giờ á, em với anh cá đi. Rồi bây giờ. Rồi. Bây giờ á là anh sẽ cá. Anh sẽ đón em là cặp đôi bí ẩn với anh Danny.
Còn em đoán anh với chị Thi là cặp đôi bí ẩn. Ok. Rồi nếu như mà anh đoán đúng thì em là phải dẫn anh đi Hàn Quốc. Còn nếu như anh đoán, nếu như em đoán đúng thì em sẽ dẫn anh sẽ dẫn em đi Hàn Quốc. Rồi đúng chưa? Rồi đúng ok chưa? Còn nếu như hai người đoán sai bét hết thì hai đứa mình dẫn nhau đi ăn. Vậy nha. Nhưng quyết định vậy nha. Rồi ok. Mình cảm thấy Hà Việt rất là dễ thương. Vì khi mà sinh hoạt mấy ngày trước ở nhà thì thấy cô ấy rất là hoạt bát, nói chuyện có vẻ là cũng hợp tính với mình nữa, vui vẻ đó. Cho nên là mình quyết định là hẹn Hà, khám phá được một số điều rất là thú vị ở cô ấy. Cô ấy đúng là một người giống như là mình đã đoán là rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Nói chung là cô ấy rất là hiểu những cái gì mà mình nói. Nói chung là anh Lợi thì cũng hơi giống cái, gần giống cái mẫu người của mình, giống tới 50%. Còn 50% còn lại thì còn nhiều yếu tố nữa. Dường như các thành viên đang đợi Lợi và Hà về. Ngay lúc này, Khương đã chủ động mời Phương đi nói chuyện riêng. Đi Phương. Đi dạo. Đi dạo đi công viên. Bữa nay học đi riêng xíu đi. Anh muốn hẹn em đi riêng. Một cây bánh đô. Đi. Vậy luôn á. Có nghĩa là đỡ hơn bởi vì mới xưa nè. Tay đây. Cái gì mà thậm tay gặp. Có gì đâu mà nằm tay cho nó gần rủi xíu. Vậy luôn á trời. Bây lâu mà không vậy, bình thường mà mình thích nhau thì mình nắm tay nhau thôi. Ai nói? Bỏ ra đi. Hồi sáng em làm gì? Sáng giờ em làm gì? Ngủ hả? Sáng đi làm. Đừng mấy em ngủ nha. Sáng đi làm. Rồi em về nhà lúc 5 giờ. Đi làm tới 5 giờ. Rồi em đi đâu tới 9 giờ? Em đi hẹn hò. Với ai? Với ai? Nãy giờ nói rồi mà trời ơi. Với Phước hả? Không. Hay Danny? Danny. Em chắc người rủ Danny quá. Thường thôi. Ơi đâu nguyên ban rồi, không phải đâu. Kệ, mình đừng quan tâm, đừng nhìn anh ban, đừng nhìn vô bộ, đừng nhìn nha. Nghe đi, đừng nhìn vô bộ không thấy gì hết. Đừng nhìn, kệ đi. Thật sự là ở 4 ngày á, anh cũng rất là vui. Vui. Là tại vì khi mà anh vô căn ngôi nhà chung á, anh đã trở lại được cái cảm giác như là mình mong muốn. Là sao? Có nghĩa là anh đã rất là vui, tại vì anh đã chưa cảm giác với ai hết. Vui. Ở Trang á, trời ơi. Đối với anh thì em hoặc là ba bằng kia thì ai cũng là bạn và em gái, coi giống như một cái tình bạn mới, em hiểu không? Chứ nếu mà nó yêu hoặc là thích thì chưa hề. Nhưng mà anh cảm thấy vui đúng không? Anh riêng em là em thấy rất là buồn. Nói cho anh nghe thử coi. Rất là buồn tại vì vô, chia sẻ với anh đi. Tại vì vô tới trong nhà này 4 người nam rồi mà không có cảm giác với một bạn nam hết, kiểu buồn. Có đi tìm bạn trai mà bây giờ vô đây không có cảm giác với một bạn trai nào trong nhà chung. Thôi à. Thất vọng. Mà nói gì lát sau tôi nắm tay với người được nữa. Ừ, trời ơi. Dở ghê, nói là chi không biết thiệt á. Tóc bởi vậy gài vô. Gài chi trời ơi. Sao múc nói chuyện với nó chơi. Ê, trời chơi kia vui kìa. Lát vé tới giặt mặt nè. Rồi hai đứa kia ăn quá trời ăn hết quán của người ta sao giờ nó chưa chịu về. Lo quá ha, nhớ Lợi quá ha, lo cho Lợi như sao vậy? Thật ra mấy người hiểu sai tôi rồi, tôi vô đây cái bắt tôi. Tôi lo lắng cho bé Hà, không? Tôi không nghĩ đó là một cái cuộc hẹn hò hay là gì hết. Tôi nghĩ đơn giản là đi dạo bình thường và mình cũng không suy nghĩ nói cái gì hay là những có vấn đề liên quan tới cái chuyện tình cảm của hai đứa trong nhà cho đến thời điểm này. Khương thì cũng chưa hiểu Phương nhiều lắm. Tại vì hình như Phương chưa trải lòng về mình nhiều. Nên từ đó Khương cũng không biết phải chia sẻ như thế nào với Phương. Bây giờ mình ở ngoài đây mình chơi để cho lát nữa ai về nhà thì tự tìm, không? Cuộc vui lại tiếp tục bắt đầu. Các thành viên tranh thủ dành nhiều thời gian với những hoạt động vui chơi để thay đổi không khí căng thẳng, bớt nghi ngờ về cặp đôi bí ẩn. Cuối cùng, người vắng mặt là Lợi đã liên lạc với Phương, nhưng Phương lại cố tình tỏ ra không quan tâm. Mọi người đi Vũng Tàu rồi. Ai rãi đi Vũng Tàu. Đang trên xe đi Vũng Tàu rồi.
Còn tụi em sắp đi Hàn Quốc rồi nè. À thì thôi hai người đi đi, ok chúc vui. Muốn đi Dubai chứ. Cái đang đi chỗ gần nhà này em giờ không biết sao luôn nè. Là sao? Anh đúc nữa nè. Ngon ngon, ba mì ngon. Hả? Xe chạy tới thì sao tôi bị tắt máy. Ở đâu? Anh chị em đi. Ờ thì thôi ráng đẩy về đi chứ mọi người đang trên xe đi Vũng Tàu rồi sao về dắt được. Tí đang ở đâu để đi về chạy ra nè. Vũng Tàu ở đâu đây ai biết là đâu. Kỳ quá. Ai biết ở đây là đâu nói cho anh kia. Đây là một nơi trốn. Anh gọi cho ai cũng vậy thôi. Tại vì có một em điện thoại à. Nha thôi nha. Đi ca tắm biển các. Đây là cơ hội để các cặp đôi đi riêng với nhau. Và bất ngờ gặp Lợi và Hà đang trên đường về. Ê bánh tráng trộn. Ủa vậy là hai này hẹn hò rồi. Trời ơi. Rồi mấy người kia đâu? Đi chơi rồi. Đi đâu vậy? Đi xa rồi. Ba cô gái ngủ ở nhà. Hiên. Anh Lợi. Ủa con chị Phương. Đi chơi vô đâu? Rồi. Mọi người kia đâu? Có đâu đi rồi. Cả kia đi. Đúng không? Giờ mình lại nha. Hiên nha. Giờ mình thấy gì hết đi về đi. Cho anh làm lại nữa. Giờ mình thấy gì hết đi về đi. Nè bánh tráng trộn nè. Buồn bịch nha. Ừ. Hiên ra đây em. Anh xin lỗi em nha. Nắm tay em cái được không? Hả? Mua duyên mà chúng ta chạy đi em ơi. Biến mà. Tưng tưng tưng. Vô. Ông đi xong diễn gì trơn vậy?